Rồi em chị ơi, em có chip tem vàng. Tem vàng lần sau là bịch nó màu vàng thay vì bịch màu xanh như mọi lần anh chị ha. Đây, bịch màu vàng, chip tem vàng hàng bay. Hàng bay cái cuốn nè. Cái cuốn chính nó cứng ngắc luôn á. Nó cứng ngắc luôn á. Cái này là ở trên đầu thì nó không có thành vấn đề nha anh chị. Cái này là không thành vấn đề. Cuốn chính đây. Dày cứng. Trái to đùng luôn. Phải gọi là to đùng luôn. Đây, cuốn đây, cho anh chị coi rõ hàng bay ha. Chân cuốn vẫn còn xanh tươi ha. Đây, như vậy luôn á. Rộp 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 luôn. Trái rất to nha anh chị. Trái rất to đó. Cái này là autumn trip anh chị ha. Hôm nay mình về là autumn trip. Đó, quá xuất sắc luôn. Lô này phải nói là đẹp, ngon, giòn ngọt, cuốn tươi, đầy đủ các tiêu chí để cho anh chị thứ nhất là mua về ăn, thứ hai là mang tặng đồ này nọ. Đó, hàng em mới về nóng hổi luôn anh chị ha. Rồi mời anh về đặt hàng nha. Rồi em xin chào anh chị.